Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube báo điện tử dân Việt. Thưa quý vị, sau 10 ngày làm việc, phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu đã kết thúc phần xét hỏi, tranh luận và đi vào giai đoạn nghị án kéo dài. Ngày 28 tháng 7 tới đây, tòa án Hà Nội sẽ đưa ra các phán quyết về vụ án. Đang nói trong vụ án này, có bị cáo khi bị khởi tố thì chưa thành khẩn nhận tội ngay, nhưng cũng có bị cáo khi chưa bị khởi tố đã tự đến cơ quan khai báo nhận tội. Vụ chuyến bay giải cứu, trường hợp hy hi hữu, khi xem TV mới biết mình phạm tội. Liên quan tới vụ chuyến bay giải cứu, Đào Thị Trung Thúy, sinh năm 1982, quê ở thành phố Hà Nội, lao động tự do, bị cơ quan truy tố cáo buộc đã đưa hối lộ 18.900 đô la Mỹ, tương đương hơn 437 triệu đồng cho một cựu cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Người này là Lý Tiến Hùng, cũng là bị cáo trong vụ án. Theo cáo trạng, từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 8 năm 2022, Lý Tiến Hùng là bí thư thứ nhất, phụ trách công tác hợp tác giáo dục Việt Nam, Liên bang Nga và quản lý lưu học sinh Việt Nam tại Nga, tham gia hỗ trợ phối hợp lập danh sách lưu học sinh và người thân có nhu cầu về nước khi dịch COVID-19 bùng phát. Biết được vai trò của Hùng, Đào Thị Trung Thúy, lao động tự do tại Nga đã liên hệ, đặt vấn đề và được Hùng đồng ý giúp đưa các lưu học sinh, người thân là khách của Thúy về nước và thỏa thuận sẽ chi tiền cảm ơn ông Hùng bị cáo Hùng đã lập danh sách công dân gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có khách bổ thúy và nhận hai lần, tổng cộng 18.900 đô la Mỹ. Lần 1, chuyến bay ngày 5 tháng 12 năm 2020 có 15 người là khách của Thúy được về nước. Từ ngày 7 tháng 12 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thúy nhờ mẹ chồng chuyển tiền cho Hùng và bạn vợ Hùng ở Việt Nam, tổng cộng 3 lần là 12.900 đô la Mỹ. Lần 2, chuyến bay ngày 4 tháng 9 năm 2021, có 29 người là khách của Thúy được về nước. Thúy sau đó đã chuyển cho Hùng 900.000 rup qua tài khoản của vợ Lý Tiến Hùng ở Nga. Hùng chỉ thừa nhận 450.000 rup, tương đương 6.000 đô la Mỹ. Căn cứ vào lời khai của Hùng, vợ Hùng, cơ quan điều tra kết luận Hùng nhận hối lộ số tiền 6.000 đô la Mỹ. Như vậy, từ ngày 5 tháng 12 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, ông Hùng đã nhận hối lộ 2 lần của đào thị Trung Thúy. Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên Thúy từ 12 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo. Từ bào chữa trước tòa, Thúy cho biết, thời điểm đó Thúy nghĩ mình là người dân. Trao đổi bán vé, có người đề xuất nhờ bị cáo này. Bị cáo cũng biết bị cáo Lý Tiến Hùng nên đã xin và nói hoàn toàn suy nghĩ là trao đổi dân sự. Không nghĩ mình như thế phạm tội đưa hối lộ, bản thân không ý thức được. Đào Thị Trung Thúy khai, ngày 15 tháng 9 năm 2022, bố bị cáo qua đời, bị cáo về nước, tới vụ án của cục lãnh sự đã thông báo trên TV, đài báo. Bị cáo sau lễ tang đã đến trình báo với cơ quan công an về hành vi của bị cáo. Bị cáo nhận thức được việc đưa hối lộ cho bị cáo Hùng, còn thực ra trước đấy bị cáo không nghĩ đó là đưa hối lộ. Vụ chuyến bay giải cứu, hàng trăm tỷ đồng các bị cáo nộp lại được xử lý ra sao? Cũng liên quan đến vụ đại án chuyến bay giải cứu, được biết trong quá trình điều tra, đến khi bị đưa ra xét xử, 54 bị cáo trong vụ án và gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả gần 135 tỷ đồng và 1,85 triệu đô la Mỹ. Vì vậy, nhiều người không khỏi thắc mắc rằng số tiền này sẽ được xử lý ra sao theo quy định của pháp luật. Liên quan tới vấn đề này, quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Trong quá trình điều tra và xét xử vụ chuyến bay giải cứu, tính đến nay, các bị cáo cùng gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả khoảng 135 tỷ đồng và 1,85 triệu đô la Mỹ, trong đó nhóm bị cáo nhận hối lộ đã nộp lại gần 97 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 253 lần, tổng số tiền 42,6 tỷ đồng, hiện cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế đã khắc phục tổng số tiền khoảng 42 tỷ đồng trong số 42,6 tỷ đồng nhận hối lộ. Kiên bị viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình. Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng, đã nộp khắc phục 16 tỷ đồng. Ông Dũng bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù. Cựu phó trưởng phòng tham mưu, cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Vũ Anh Tuấn bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 27 tỷ đồng, hưởng lợi 22,8 tỷ đồng. Khi vụ án bị khởi tố, ông Tuấn đã trả lại cho một số doanh nghiệp khoảng 3,1 tỷ đồng. Đến nay ông cùng gia đình đã nộp cho cơ quan điều tra 20 tỷ đồng. Ông Tuấn bị viện kiểm sát đề nghị mức án 19 đến 20 năm tù. Trong nhóm bị cáo nhận hối lộ, ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý phó thủ tướng, nộp hơn 4,4 tỷ đồng. Trần Văn Dự, cựu phó cục trưởng cục xuất nhập cảnh, nộp hơn 3,1 tỷ đồng. Trừ Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nộp hơn 2 tỷ đồng. Số tiền mà các bị cáo Linh, Dự, Dũng nộp khắc phục là toàn bộ số tiền mà các bị cáo đã hưởng lợi. Cùng nhóm tội này, cựu cục trưởng cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền 25 tỷ đồng nhưng đến nay mới nộp khắc phục 900 triệu đồng, bà Hương Lan bị viện kiểm sát đề nghị 18 đến 19 năm tù. Đối với nhóm bị cáo nhận hối lộ chưa nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả, Viện kiểm sát cho rằng cần phải tiếp tục truy thu, tiếp tục phong tỏa tài sản đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Cụ thể, Viện kiểm sát đề nghị tiếp tục truy thu 24 tỷ đồng nhận hối lộ của Nguyễn Thị Hương Lan, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội, môi giới hối lộ hơn 61 tỷ đồng. Đến nay đã nộp khắc phục hậu quả 1,85 triệu đô la Mỹ. Ông Tuấn bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 2 đến 3 năm tù. Khi khám xét nhà của ông Tuấn, cơ quan điều tra tạm giữ 210.000 đô la Mỹ và 146 lượng vàng. Sau khi đã khắc phục hậu quả, cựu giám đốc công an Hà Nội đề nghị được trả lại 210.000 đô la Mỹ, 146 miếng vàng và hủy lệnh phong tỏa tài khoản có 1 tỷ đồng trong ngân hàng cho gia đình bị cáo. Đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng thuộc Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, bị cáo buộc lừa đảo chạy án chiếm đoạt 800.000 đô la Mỹ, tương đương 18,8 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra và xét xử tại phiên tòa, ông Hưng một mực kêu an, khẳng định không chiếm đoạt số tiền này, đến nay chưa nộp khắc phục khoản tiền nào. Đối với nhóm bị cáo thuộc nhóm đưa hối lộ là chủ các doanh nghiệp, hội đồng xét xử ghi nhận họ đã nộp tiền khắc phục hậu quả từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn, phó tổng giám đốc và tổng giám đốc công ty Blue Sky đã nộp khắc phục gần 2,7 tỷ đồng. Bị cáo Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia đã nộp khắc phục 5 tỷ đồng. Ông Thái bị đề nghị mức án 5-6 năm tù. Viện kiểm sát xác định từ cuối năm 2020, chính phủ tổ chức các chuyến bay combo, công dân tự nguyện trả phí toàn bộ. Lợi dụng chủ trương trên, một số cá nhân thuộc các bộ ngành được giao nhiệm vụ cấp phép chuyến bay cách ly ở địa phương và một số cá nhân đại diện doanh nghiệp đã thực hiện hành vi phạm tội. Tổng số tiền đưa nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu được xác định là 165 tỷ đồng. Đến nay, 54 bị cáo là lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ ở nhiều ngành đã bị đưa ra xét xử. Với tổng số tiền các bị cáo đã khắc phục trong đại án chuyến bay giải cứu, nhiều người không khỏi thắc mắc rằng số tiền này sẽ được xử lý ra sao theo quy định của pháp luật. Liên quan tới vấn đề này, luật sư Trần Minh Hùng đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phân tích, điều 364 bộ luật hình sự quy định người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ như vậy trong trường hợp người đưa hối lộ chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và trả lại tiền đưa hối lộ nếu người đưa hối lộ không chủ động khai báo hoặc chỉ nộp lại tiền hối lộ để khắc phục hậu quả và giảm nhẹ hình phạt so với mức truy tố, thì số tiền này sẽ được xem là tiền vi phạm pháp luật, chỉ nộp khắc phục hậu quả và sẽ không được trả lại cho người đưa hối lộ mà sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước. Theo quy định, vụ án được xét xử ở cấp nào thì số tiền khắc phục hậu quả sẽ được nộp tại Cục Thi hành án dân sự hoặc chi nhánh thi hành án dân sự cung cấp. Đồng thời, số tiền thu được từ việc khắc phục hậu quả này sẽ được sung vào ngân sách nhà nước. Theo luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, điểm B khoản 1 điều 3 Nghị định 29/2018 quy định trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, hướng dẫn thi hành điểm B khoản 1 điều 106 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017 thì tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân là vật chứng vụ án, tài sản khác bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Như vậy số tiền các bị cáo nộp lại thực chất đó là tiền thu lợi bất chính và sẽ được xem là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Theo khoản 5 điều 20 nghị định 29/2019 hướng dẫn thi hành khoản 4 điều 111 luật quản lý sử dụng tài sản công 2017 đối với việc xử lý tài sản là tiền Việt Nam, ngoại tệ, giấy tờ có giá, vàng bạc, đá quý, kim loại quý Thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phương án xử lý tài sản được cơ quan người có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị chủ trì quản lý tài sản thực hiện chuyển tài sản là tiền Việt Nam, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý vào kho bạc nhà nước. Kho bạc nhà nước thực hiện hoạch toán nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đối với tài sản là ngoại tệ thì đơn vị chủ trì quản lý tài sản nộp vào tài khoản ngoại tệ của kho bạc nhà nước tại ngân hàng. Ngân hàng nhà nước có trách nhiệm mua toàn bộ số ngoại tệ trên để chuyển nộp ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam theo quy định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phương án xử lý tài sản được cơ quan người có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị chủ trì quản lý tài sản thực hiện Đổi giấy tờ có giá có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt và nộp vào kho bạc nhà nước. Kho bạc nhà nước thực hiện hạch toán nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Trường hợp giấy tờ có giá không đủ điều kiện chuyển đổi thành tiền thì thực hiện thủ tục gửi kho bạc nhà nước để lưu giữ, bảo quản. Thưa quý vị, với việc nộp tiền khắc phục hậu quả, một số bị cáo đã được Viện Kiểm sát cho hưởng tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, bức án cuối cùng mà các bị cáo này sẽ phải nhận là gì thì vẫn còn là một ẩn số. Chiều ngày 28 tháng 7 tới đây, hội đồng xét xử sẽ tuyên án 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.